Tin Á Châu, Hội thảo về nước của các giáo hội Kitô châu Á Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, trang web Vatican News đưa tin, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Kitô giáo châu Á, gọi tắt là CCA, tổ chức hội thảo trên web về chủ đề giảm tiếp cận nguồn nước an toàn ở châu Á. Các tham dự viên đều cho rằng các giáo hội Kitô ở châu Á cũng như các tổ chức tôn giáo khác các phong trào xã hội dân sự có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Thực vậy, các kỳ tu hữu châu Á đều ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước cho tất cả mọi người. Ở châu Á, các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên cấp bách với những hệ lụy đáng lo ngại. Các mối đe dọa do biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng và phát triển không theo kế hoạch đã làm cho tài nguyên nước của lục địa này trở nên khen hiếm. Trong thời gian gần đây, khen hiếm nước đã làm giảm sản lượng lương thực, tắc nghẽn chuỗi cung ứng, mất đất đai và sinh kế, di cư với quy mô lớn. Những điều này cũng làm cho tình hình kinh tế và chính trị trở nên căng thẳng. Ông Matthew Torkunakara, tổng thư ký hội đồng Kitô giáo Châu Á nói các chuyên gia đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cuộc cải tổ thực sự và một quản trị dân chủ về chủ đề bảo vệ và ô nhiễm nguồn nước nước cần thiết cho sự sống quyền có nước không thể được giải thích cách trừu tượng nhưng phải được thiết lập trong khuôn khổ an ninh con người an ninh con người về cơ bản đó là tự do khỏi nỗi lo sợ và nhu cầu và mối tương quan của nó với quyền có nước rất quan trọng và hiển nhiên ngày nay quyền tiếp cận nước nghĩa là có đủ nước sạch để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đang là điều được quan tâm ở châu Á. Ông David Des, một tham dự viên nhận xét rằng hiện nay nước đã trở thành một mặt hàng giao dịch phức tạp như vàng và dầu. Các giáo hội phải ưu tiên các chương trình khẩn cấp, phù hợp và giá cả phải chăng và hợp tác với nhiều nhóm xã hội dân sự để có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước. Các tôn giáo phải trả lời một số câu hỏi cấp bách liên quan đến tính bền vững của lối sống hiện nay của chúng ta cho tương lai. Hội đồng Kitô giáo châu Á khuyến khích các cộng đoàn giáo hội cùng làm việc vì phúc lợi và thịnh vượng cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa, cùng dấn thân cho sứ vụ ngôn sứ, can đảm ủng hộ quyền có nước. Các giáo hội Kitô được mời gọi làm chứng trong cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng và công lý. Một trong các sáng kiến được các tham dự viên của hội thảo đề xuất cho giáo hội châu á là phát triển các chương trình học cụ thể trong trường chú nhật về nước và chăm sóc thủ tạo nhấn mạnh quan điểm kinh thánh thần học về việc bảo vệ nước với mạng lưới cơ sở rộng lớn các giáo hội có thể dùng để phổ biến thông tin về tầm quan trọng của nước và các mối quan hệ của nước với phẩm giá con người